Từ cái ngày phẫu thuật đến nay thì người bên cạnh em là ông xã lúc nào cũng chăm sóc cho em. Và nhân đây thì em cũng cảm ơn ông xã 14 ngày qua đã chăm sóc cho em. Mọi người, em tên là Thúy An, em đến từ Đài Loan. Em tới Dr. Phê bác sĩ Trần Phương nâng mũi sụn sườn. Hôm nay là ngày thứ 14. Trước đây em có làm mũi một lần bằng sụn silicon, thời gian được 6 năm và mũi em nó bị tụt sống và nó bị lệch. Em có tham khảo bác sĩ Trần Phương được một thời gian và được nhiều bạn giới thiệu nên em đã chọn bác sĩ Phương để làm lại mũi. Em không thích sụn nhân tạo nữa nên em quyết định làm sụn sườn. Em có 3 người bạn đã đến bác sĩ Phương làm rồi, em thấy rất là đẹp nên em rất tin tưởng và đến đây. Trong 3 người bạn đó có 2 người đã làm sườn. Bạn em cũng có chia sẻ kinh nghiệm là cho nên là em không có lo lắng mấy. Cho tới bây giờ thì em cảm thấy là nó không có đáng sợ như mọi người nói, nó rất là bình thường. Nó chỉ đau 2-3 ngày đầu thôi à. Cho tới bây giờ thì em cảm thấy là rất ổn và ok là. Từ ngày thứ 7 em tháo nẹp là có nhiều người nói là mũi em rất đẹp, rất tự nhiên. Bạn em ở Đài Loan là điện thoại về cho em là thấy là khen mũi rất là đẹp, em rất là vui. Mẹ em thì cũng rất vừa ý. Từ cái ngày phẫu thuật đến nay thì người bên cạnh em là ông xã lúc nào cũng chăm sóc cho em và lúc nào cũng nói là em sửa mũi lên là rất là đẹp và bác sĩ rất là mắt tay. Nhân đây thì em cũng cảm ơn ông xã 14 ngày qua đã chăm sóc cho em. Ở tới thời điểm này thì em cảm thấy em chọn đúng bác sĩ, em rất hài lòng và an tâm. Dịch vụ bên Dr. Phay thì các chị chăm sóc rất là nhiệt tình, rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn rất nhiều, em cảm ơn bác sĩ Trần Phương rất nhiều. Nhân đây em cũng xin gửi lời đến mấy chị ở Đài Loan hay là các nước khác thì cứ mạnh dạn về Dr. Phay, tin tưởng bác sĩ rất là có tâm, làm rất là đẹp. Nên là đừng có lo sợ gì hết, không đau như mọi người nghĩ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của em. Xin chào.